Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại buổi workshop Fujifilm GFX 5R. Và trên tay tôi lúc này đang là chiếc máy GFX 5R. Chiếc máy GFX 5R này có thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Với trọng lượng là 775g, bao gồm cả khung ngắm EPF, pin và thẻ nhớ. Thân máy là hợp kim Magie, kích thước là 160,7mm, cao 96,5mm và dài 66,4mm. Chiếc máy này được hoạt động trong những cái điều kiện khắc nghiệt từ âm 10 độ C đến 40 độ C, độ ẩm từ 10 đến 80% trong điều kiện không ngưng tụ. Vâng, cái cảm giác mà được cầm trên tay chiếc máy này thực sự là rất là nhẹ nhàng. Vâng, vòng xoay rất là êm ái, view của máy cũng là rất là tốt. Và sau đây là một số bức ảnh mà tôi cho các bạn xem ở chế độ mode ưu tiên khẩu độ là 7.1 ISO 5000 và chỉ có thay đổi độ dài của tiêu cự cùng shutter speed, tốc độ màn chập. Quý vị và các bạn có thể xem một số hình ảnh ở đây. Hầu như là ISO trên chiếc máy GFX 5R này rất là tốt, khi mà tôi đẩy ISO lên tận 5000 chỉ có thay đổi mỗi là tốc độ màn chập cùng với lại độ dài tiêu cự thôi, nhưng mà chất ảnh vẫn rất tốt. Trong những cái điều kiện mà chúng ta zoom phóng lớn lên thì có thể thấy được chi tiết ảnh vẫn rõ nét, như là cái bức ảnh mà cô gái tôi zoom lên ở đây. Còn cái bức ảnh đèn này tôi chụp với tốc độ màn chập là 1:85, ISO vẫn là 5000, mặc dù lúc đấy điều kiện trong phòng khá là sáng từ các nguồn đèn khác nhau. Khi zoom lại tới mức 500% thì chúng ta có thấy được cái sự nhiễu hạt nhẹ ở trên ảnh, còn nếu mà zoom bình thường 1:200 thì không thể thấy được. Vậy cho thấy là rõ ràng là cảm biến medium format, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy được sự noi nhiễu nhẹ nếu mà zoom mạnh ảnh lên. Và trong một số trường hợp khi chiếc GFX 5R này chúng ta cầm lên để chụp nhanh chủ thể, bấm chụp thì cái hoạt động lấy nét rất là khó, nó không bắt đúng ý như chúng ta mong muốn. Như tôi trong bức hình này, tôi chụp một thanh niên đang cầm máy chụp, chúng ta lại lấy nét vào cái chữ Fujifilm và những hàng ghế từ phía xa, trong khi đó là mờ chủ thể. Vì vậy trước khi chụp chúng ta phải canh nét cẩn thận. Còn chiếc máy này để auto lấy nét thì xem chừng là lấy nét rất sai lệch.